Hà Nam có diện tích tự nhiên gần 900 km vuông với dân số trên 86 vạn người, là tỉnh cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm khu vực Bắc Bộ với nhiều tiềm năng và thế mạnh cho sự phát triển trong tương lai. Giao thông thuận lợi với đầy đủ hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, dễ dàng kết nối, mở rộng hợp tác giao lưu kinh tế với các tỉnh thành trong nước, trong khu vực và quốc tế. Các khu công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ với các tiện ích về giao thông vận tải, điện, viễn thông, cấp thoát nước và xử lý nước thải hiện đại cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác như các dịch vụ về nguồn nhân lực, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, tín dụng, khách sạn, nhà hàng, hải quan đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hà Nam còn có khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Trúc đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng. Có trung tâm y tế chất lượng cao với các bệnh viện tuyến trung ương cơ sở 2 gồm Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão Khoa, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Với phương châm coi hợp tác đầu tư là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Hà Nam luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững bởi có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, thuê hạ tầng, đào tạo và tuyển dụng lao động cùng nhiều hỗ trợ khác cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Với những lợi thế về điều kiện hạ tầng, nguồn nhân lực dồi dào, môi trường đầu tư thuận lợi, cơ chế chính sách mở cửa hội nhập, Hà Nam kêu gọi các dự án đầu tư ở rất nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ hiện đại hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững và bảo vệ môi trường trên các lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị điện, công nghiệp phụ trợ, vật liệu mới, công nghệ sinh học, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất và chế biến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch, dịch vụ và đô thị thông minh. Thông tin liên hệ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, số 15 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, điện thoại 0226 3680 811. Hà Nam, điểm đến ấn tượng của các nhà đầu tư.